Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 285, bộ truyện Nhân đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bởi vì cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 285 của bộ truyện này. Dân đạo Đại Thánh tập 285 Lục Diệp đưa tay ấn xuống phần thân, xử lý trận bàn còn chưa luyện chế xong. Trong giây lát, phần thân đã biến mất không thấy đầu Lục Diệp, người muốn đi sao? Y, y vẫn luôn tu hành bên cạnh hắn, bỗng mở mắt. Lục dịp gật đầu. Cuối cùng, vẫn phải để ta đi trước một bước. Muốn viễn chinh huyết luyện giới, hắn phải đi làm một ít chuẩn bị trước, không thể cùng nhau hành động với đại quân giới tu hành Cửu Châu. Chỉ có hắn chuẩn bị càng hoàn thiện, giới tu hành Cửu Châu viễn chinh mới có thể càng thuận lợi. Trước đó, hắn đã nói qua việc này với Y Y cũng không chuẩn bị dẫn nàng đi cùng. Huyết luyện giới không phải là cửu châu, mang theo nàng, tất nhiên cũng phải mang theo hổ phách, rất nhiều lúc hành động không được tiện. Vì vậy hắn đổi rất nhiều linh ký màu vàng để lại cho y y, cung cấp cho nàng và hổ phách tu hành. Lục dịp, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Y y dặn dò, lục dịp gật đầu đẩy cửa đi ra tung người bay về phía thủ chính phong tìm được nhị sư tỷ thủy uyên giao trận bàn đồng khí liên chi đã luyện chế trong khoảng thời gian này cho nàng hiển nhiên thủy uyên cũng đã nhận ra điều gì chỉ lặng yên đưa lên một ít liệu thương đan do mình luyện chế không cần thiết phải dặn dò quá nhiều hiện tại tu vi của lục diệp đã sắp vượt qua nàng hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đối còn mạnh hơn nàng thủy uyên biết rõ chuyện này lục diệp nhận lấy cẩn thận cất kỹ lúc này mới đi đến thiên cơ điện đưa tay đặt lên thiên cơ trụ hư không trước mặt vàng vẹo bỗng nhiên xuất hiện một ít vật nho nhỏ rõ ràng là từng cây thiên cơ trụ có khoảng chừng hơn trăm cây nhớ ngày đó trước khi hắn bị đưa đến vô sông đại lục bị nghiền nát từng có người của thiên cơ thương minh ở địa điểm tập hợp chờ hắn giao cho hắn bốn cây thiên cơ trụ Chính nhờ vào bốn cây thiên cơ trụ này, tiểu cửu mới hoàn toàn đã thông liên hệ với vô song đại lục, đưa rất nhiều tu sĩ vân hà cảnh qua đó. Vô song đại lục là một mảnh vỡ thế giới, chỉ cần bốn cây thiên cơ trụ. Nhưng huyết luyện giới lại là một phương đại giới vực, số lượng thiên cơ trụ cần dùng đến cũng càng nhiều. Hơn trăm cây cũng chưa chắc đã đủ. Nhiệm vụ đã rất rõ ràng, lục dịp cần đến huyết luyện giới trước. An trí hơn trăm cây thiên cơ trụ này ở khắp nơi trong huyết luyện giới. Đợi đến khi đó, đại quân tu sĩ cửu châu có thể mượn truyền tống của thiên cơ trụ, trực tiếp dán lâm các nơi trong huyết luyện giới. Thần binh từ trên trời dán xuống trong nội bộ huyết luyện giới, thiên nữ tán hoa. Đúng như Lục Diệp đã nói với những tu sĩ cao tầng trước đó, thế cuộc trước mắt của hai đại giới vật, là định ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Cho nên, chuyện viễn chinh vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Dù sao, huyết luyện giới bên kia cũng sẽ không ngờ có một tu sĩ một phương giới vực khác bỗng giáng lâm. Tới khi đó, nhất định có thể đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Dưới sự chú ý của Thủy Uyên, hư không quanh thân lục dịp đứng bên cạnh thiên cơ trụ, bắt đầu vặn vẹo, giống như sóng nước dập dờn cả người lục diệp đang tiếp cận bỗng biến mất không thấy tâm thần lục diệp lại một lần nữa bay lên vô hạn cảm giác truyền tống cự ly xa truyền đến khiến cho hắn có chút choáng váng đầu óc loại cảm giác này dù trải qua bao nhiêu lần đều khó có thể thích ứng nhưng so với trước kia cảm thụ tốt hơn rất nhiều đây không đơn thuần chỉ là vì tu vi hắn tăng lên rất nhiều e là còn có thể phát tăng cường cực lớn. Sau khi luyện hóa đại lượng sinh cơ của trùng mẫu, lục diệp cũng không rõ thể phát hiện tại của mình đã mạnh đến trình độ nào. Thể phát cường đại, thực lực tăng lên, tất nhiên có thể làm giảm sự khó chịu do truyền tống mang đến. Đương nhiên, nhất định cũng có nguyên nhân khoảng cách hai đại giới vực trở nên gần hơn. Tính toán thời gian lần trước lục nhịp bị đưa đi huyết luyện giới là khoảng 4 năm trước thời gian dài như vậy khoảng cách giữa huyết luyện giới và cửu châu nhất định đã rút ngắn rất nhiều tâm thần đột nhiên ổn định tiếp theo một giới vực to lớn đập vào mi mắt khoe mắt lục nhịp giật giật lại tới sao lần trước hắn đã quan sát toàn bộ huyết luyện giới như vậy kết quả sau khi tiến vào huyết luyện giới tu vi toàn thân đều bị phong cấm mất rất nhiều công sức mới khôi phục được thực lực vốn có nhưng lần trước trải qua là bởi vì tiểu cửu muốn che lấp sự tồn tại của hắn miễn cho hắn bị ý chí thiên địa của huyết luyện giới phát giác bây giờ sự tồn tại của hắn đã bại lộ rồi không có đạo lý nào lại tới một lần nữa nghĩ vậy lục diệp chợt phát hiện hình dạng của huyết luyện giới có chút kỳ quái mặc dù không phải lần đầu tiên hắn quan sát như vậy nhưng lần trước cả người đều mơ mơ màng màng hoàn toàn không rõ ràng tình huống tất nhiên không có suy nghĩ nhiều lần này lại nhìn chợt phát hiện một vài chỗ trước đó chưa từng chú ý tới hình dạng của toàn bộ huyết luyện giới thoạt nhìn giống như một cái hồi lô trên hẹp dưới rộng nhưng nếu như cẩn thận đánh giá nó lại giống một thân thể thân thể của một nữ nhân hơn nữa còn là loại thân thể bị chém đứt đầu và tứ chi sở dĩ lục diệp có liên tưởng như vậy thật sự là bởi vì hắn đã từng đi ngang qua hơn nửa huyết luyện giới trong huyết luyện giới có hai ngọn núi ngọc trụ kình thiên là hai ngọn núi cao nhất trong giới vực kỳ quái là độ cao của hai ngọn núi này đều giống nhau đối ứng với vị trí hai bên trái phải của thân thể cũng rất có hình tượng sinh động với suy nghĩ như vậy, Vân La Bình Nguyên xuyên qua hai ngọn ngọc trụ kinh phong là bụng dưới hay sao? Thần khuyết hải trên Vân La Bình Nguyên thì sao? Là rốn ư? Lục Diệp bị ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện này, dọa giật nảy mình. Đây chỉ là trùng hợp, dù sao nếu như chuyện này là thật, vậy quá là kinh khủng. Một đại giới như huyết luyện giới lại chỉ là thân thể của một sinh linh nữ tính nào nếu như nàng hoàn chỉnh thì sẽ khổng lồ tới mức nào? Trên đời này lại có người nào có thể chém đầu và tướng chi của sinh linh như vậy? Nhưng trong thường thức, vị trí của thần khuyết hải đúng là rốn. Trong lúc nghi thần nghi quỷ, tâm thần cất cao đột nhiên trầm xuống, tự như từ đám mây rơi xuống vực sâu. Chờ đến khi lục dịp hoàng hồn, cả người đã xuất hiện ở bên trong một tòa đại điện trước mặt hắn là một cây thiên cơ trụ sừng sững lục diệp lập tức hiểu rõ vị trí của mình là trên thánh sơn đây cũng là chuyện nằm trong dự tính lúc trước hắn đã từ nơi này quay trở về cửu châu bây giờ trở về đương nhiên cũng trở lại nơi này tình huống này khác với lần đầu tiên tiểu cửu đưa hắn tới huyết luyện giới lần đầu tiên thiên cơ trụ còn ở trạng thái lặng yên không có cách nào dùng làm truyền tống định vị hơn nữa lúc ấy tiểu cửu có vẻ cố ý để cho hắn lĩnh hội phong tình nhân thổ của huyết luyện giới cho nên tùy cơ đưa hắn tới một nơi nào đó trong huyết luyện giới sau đó mới có đủ loại tao ngộ hắn đã gặp phải có tiếng sống rền từ trên đỉnh đầu truyền đến vang lên ken két lục diệp cảm nhận được một cổ ác ý nồng đậm quanh quẩn quanh thân bầu không khí trong thiên địa đều có vẻ cực kỳ nặng nề khiến cho lông tơ toàn thân hắn không khỏi dựng đứng không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác đại nạn lâm đầu hắn không biết rốt cuộc chuyện này là sao vội vàng lắc mình ra khỏi thiên cơ điện ngẩng đầu nhìn mi mắt không khỏi co rút chỉ thấy trên bầu trời mây đen nặng nề rất nhiều lôi quang lấy lên giống như từng con lôi long quay cuồng trong tầng mây ác ý nồng đậm kia bắt nguồn từ đây ngay khi lục diệp đi ra khỏi thiên cơ điện, có tiếng sét nổ vang Một con lôi long từ trong tầng mây uống lượng rơi xuống, bổ thẳng xuống vị trí của hắn. Lục diệp không khỏi sinh ra một loại cảm giác tai họa ập đến. Dù bây giờ hắn đã tấn thăng thần hải tầng năm, nội tình hùng hồn, nhưng ở trước mặt công kích như vậy cũng có vẻ hơi yếu đuối. Đây hoàn toàn không phải công kích bình thường, đây là thiên phạt là biểu hiện của ý chí thiên địa giới vực một phương của huyết luyện giới. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Diệp đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Hắn đã sớm biết huyết luyện giới có ý chí thiên địa, cho nên bất kỳ lục lượng ngoại lai nào cũng sẽ bị ý chí thiên địa căm thù. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi tiểu cửu đưa hắn tới, nó đã phong cấm hắn và đạo thập tam bởi vì chỉ có làm vậy mới có thể lừa gạt ý chí thiên địa của huyết luyện giới, không để lục diệp bị nhầm vào. Như đại sư huynh còn có các lão tiền bối như nguy cơ kiếm cô hồng đều dùng phương thức này lén vào huyết luyện giới. Lúc mới đến thực lực mỗi người đều bị phong cấm. Nhưng lần này thì khác, lục diệp trực tiếp thông qua thiên cơ trụ truyền tống tới nơi đây hành tung bại lộ, tu vi hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu như lần trước là lén lút, vậy lần này chính là trắng trợn xâm lấn. Ý chí thiên địa của huyết luyện giới lập tức phát giác, dán xuống thiên phạt. Đối với huyết luyện giới mà nói, Lục Diệp là một kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến, hơn nữa còn là kẻ xâm lấn các ý cực lớn với toàn bộ huyết luyện giới, đương nhiên không thể tồn tại trên thế gian này. Từ điểm này mà xem xét, ý chí thiên địa của huyết luyện giới cực kỳ rõ ràng nó có lẽ không có linh trí như tiểu cửu cũng sẽ không có giao lưu gì với sinh linh huyết luyện giới nhưng bản thân nó tồn tại cực kỳ mãnh liệt rõ ràng giờ khắc này nó đang dùng phương thức của mình giải quyết kẻ xâm lấn lục dịp lôi lòng giáng thế cuốn theo lực lượng hủy diệt tất cả trên thánh đảo một màn sáng trong suốt đột nhiên thành hình hiện lên hình bán nguyện Bà phủ lấy toàn bộ thánh đảo. Cùng lúc này khắp nơi trên thánh đảo, từng luồng khí tức thần hại cảnh bắt đầu chấn động. Là các cường giả bích huyết thánh địa đã nhận ra điều không ổn, kích phát đại trận phòng hộ của thánh đảo. Trong tiếng vang ầm ầm, lôi lòng kia rơi vào trên màn sáng của đại trận. Giữa ánh mắt lo lắng, màn sáng hung hăng lõm xuống, kích phát lôi quang chạy dọc theo mép của màn sáng. Trong chớp mắt, toàn bộ màn sáng phòng hộ của thánh đảo đều được bao phủ bởi lôi quang sáng ngời. Cũng may, đại trận phòng hộ đã chặn được thiên phạt lần này, cho nên khi lôi quang bị trừ khử, màn sáng đại trận cũng từ từ bình phục. Nhưng trên bầu trời, mây đen càng dày đặc, có lực lượng mạnh hơn đang nhanh chóng tụ tập. Có thể đoán được lần thiên phạt tiếp theo còn mạnh hơn lần này. Ý chí thiên địa của huyết luyện giới rõ ràng muốn hiện tại lập tức giết chết kẻ xâm nhập là lục dịp. Lục dịp nhìn thấy vậy, mi mắt nhảy lên. Loại cảm giác ngột ngạt và tim đập nhanh kia càng mãnh liệt hơn. Nguy cơ nồng đậm chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ người hắn, khiến cho hắn như có gai đâm sau lưng. Hắn thử thu liễm khí tức, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Thoáng im lặng đến cực điểm, làm sao cũng không ngờ chuyến này đến huyết luyện giới là đụng phải nguy cơ như vậy. Lần này chẳng những làm cho chữ nguy của mình lâm đầu, thậm chí còn liên lụy đến toàn bộ bích huyết thánh địa. Trong tiếng nổ ầm ầm, đạo lôi đình thứ hai đánh xuống. Dù tốc độ hay là uy năng, hiển nhiên đều lớn hơn đạo thứ nhất rất nhiều. Các nơi trên thánh đảo truyền đến từng tiếng gầm giận dữ. Đinh lực cường đại dao động điên cuồng, hiển nhiên là uy năng của các tu sĩ thần hải đang dốc hết toàn lực, thôi động đại trận phòng hộ. Lúc lôi long hạ xuống, quần sáng đại trận lại lõm xuống. Bên ngoài quần sáng lôi quang du tẩu, từ phương xa mà nhìn, toàn bộ thánh đảo giống như đều hóa thành nửa quả cầu điện. Các phạm nhân trên thánh đảo vô cùng sợ hãi, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm sao là có dáng vẻ tận thế dáng lầm. Lúc này lục diệp đang lơ lửng giữa không trung, đồng thời gia trì ẩn nặc và liễn tức linh văn, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động tìm kiếm kế sách phá cục. Dựa vào lực lượng của thiên phạt, đại trận phòng hộ của thánh đảo nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ một chút. Đến khi đó ắt sẽ bị phá. Một khi đại trận phòng hộ bị phá, vậy nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ thánh đảo. Đến khi đó, chẳng những mình phải chết, mà phàm nhân tu sĩ trên thánh đảo này cũng đều tử thương vô số. Chẳng lẽ lại quay trở về Cửu Châu? Có thể xem như là một biện pháp, nhưng nếu như không giải quyết vấn đề mình bị ý chí thiên địa của huyết luyện giới nhằm vào, cho dù lần này có thể lui về Cửu Châu, lúc trở về vẫn sẽ có tao ngộ tương tự. Lần trước khi mình và Đạo Thập Tam lén lúc qua, thực lực khôi phục có một quá trình tiến hành theo chất lượng, cho nên không bị ý chí thiên địa của huyết luyện giới nhằm vào. Mà khôi phục thực lực, mấu chốt, chính là thu hoạch đồ vật chịu tải tinh tức giới này. Ví dụ như ăn huyết nhục yêu thú giới này, luyện hóa huyết tinh của huyết tộc giới này. Ngược lại, luật dịp ăn linh đang tồn trữ trong túi trữ vật của mình, hoặc những thứ khác đều vô dụng Vừa nghĩ tới đây, trong đầu hắn đã lóe lên linh quang, mơ hồ, nắm chắc được mấu chốt. Ý chí thiên địa của huyết luyện giới đúng là rõ ràng mãnh liệt, nhưng còn chưa tới trình độ sinh ra linh trí. Từ trình độ nào đó mà nói, ý chí thiên địa này không thể sinh ra linh trí. Tiểu cửu là một tồn tại đặc thù, nó là khí linh dung hợp một bộ phận ý chí thiên địa cửu châu không có linh trí cho dù có rõ ràng mãnh liệt đến đâu cũng rất dễ bị lừa gạt cho nên thứ để có được tin tức của giới này chính là một thủ đoạn lừa gạt khi nghi chí thiên địa của huyết luyện giới phán đoán sai lầm của người này là người trong giới vật vậy thì việc đối phó có thể trừ khử đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước lục dịp phải ăn yêu thú của giới này mới có thể khôi phục thực lực lý giải trực quan nhất chính là hắn là kẻ xâm nhập ngoại lai. Giờ phút này toàn thân trên dưới trong ngoài đều tràn ngập khí tức cửu châu. Dù là ở trong hàng tỷ nhân tộc huyết luyện giới, sự tồn tại của hắn cũng sáng như đèn dầu trong bóng tối, dĩ nhiên sẽ dễ dàng bị nhầm vào. Nhưng nếu như hắn nghĩ biện pháp chuyển đổi khí tức bản thân, có thể ẩn tàng trước mặt mọi người. Lục Diệp đã có tính toán, làm thế nào để chuyển đổi khí tức của bản thân mình? khi thiên phạt còn đang nổi lên đạo lôi đình thứ ba mãnh liệt hơn, hắn đã tung người nhảy lên, lao thẳng ra ngoài thánh đảo. Tiểu sư đệ! Sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh hãi của đại sư huynh. Lúc lục dịp vừa tới, phong vô cương đã nhận ra, nhưng khi thiên phạt phủ xuống, hắn thật sự không rảnh chào hỏi lục dịp. Hắn đang cùng các lão tiền bối lưu thủ trên thánh đảo, thúc giục uy năng của đại trận phòng hộ lúc này hắn chợt thấy lục diệp đang phóng ra ngoài thánh đảo thì không khỏi sợ hãi thiên phạt đang nhầm vào ai dĩ nhiên phong vô cương hiểu rõ tiểu sư đệ trốn trong thánh đảo có lẽ còn có một đường sinh cơ nhưng nếu như ra khỏi thánh đảo không có đại trận phòng hộ thủ hộ nào có con đường sống thiên phạt như vậy chính là hắn cũng không dám trực chiến đại sư huynh yên tâm đi ta đi một chút sẽ quay trở về Lục Diệp đáp lại một câu đơn giản, sau đó đã đi đến bên ngoài thánh đảo, đâm đầu vào trong huyết hải. Để cho an toàn, hắn được tiếp thúc dục huyết hà thuật, trải rộng huyết hà của mình ra trong huyết hải. Uy năng của thiên phủ thụ đồng thời thôi động, điên cuồng thôn phệ luyện hóa lực lượng chất chứa trong huyết hải. Đối với những người khác, có lẽ gánh chịu lực lượng của giới này cần một quá trình tuần tự. Trong thời gian ngắn không thể thực hiện được, nhưng đối với hắn thì không cần, trên bầu trời mây dày đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Trên thánh đảo, từng đôi mắt dương mắt nhìn, vẻ mặt khẩn trương. Lôi quang xuyên qua mây đen, thấy sắp hội tụ ra đạo thiên phạt thứ ba, nhưng lại chậm dạp, không dán lầm. Lại qua một lát, lôi quang bắt đầu triệt tiêu. Mây đen tích tụ trên bầu trời cũng chậm rãi tán đi. Lại qua một hồi, mây đen hoàn toàn biến mất không thấy. Cảm giác nặng nề tới mức làm cho người ta tim đập nhanh cũng biến mất trên thánh đảo trời xanh không mây, ánh mặt trời chiếu khắp. Trước sau biến hóa to lớn không khỏi làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác đặt mình trong mộng cảnh. Vậy là đám thần hại cảnh của thánh đảo biết, trận nguy cơ này xem như đã vượt qua, đều hung hăng hít một hơi. Cảnh tượng thiên phạt phủ xuống vừa rồi thật sự rất đáng sợ, cho dù là những người bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua từng bóng người từ các nơi trên thánh đảo lướt ra, dưới sự dẫn dắt của phong vô cương, cùng nhau lao tới nơi lục dịp biến mất. Lặng lặng chờ, qua một lát, trong huyết hải cuồn cuộn nước biển, một bóng người từ trong rẽ sóng mà ra. Tiểu sư đệ! Vẻ lo lắng trên mặt phong vô cương quét sạch sành xanh, xanh, hắn cười chào hỏi một tiếng. Lục dịp phi thân tiến lên, cung kính thi lễ với mọi người. Bài kiến đại sư huynh, Bà kiến các vị tiền bối Ta đã trở về Đám người ngồi ngay ngắn Trong đại điện nghị sự của Thánh Đảo So với lần trước lụt dịp tới Rõ ràng số lượng các lão tiền bối trước mắt Đã ít đi rất nhiều Lần trước hắn quan sát Tính cả đại sư huynh Thần hại cảnh đỉnh cấp trong Thánh Đảo Tổng cộng có hơn 70 vị Nhưng hiện nay chỉ còn có mười mấy người Đám người Nguyệt Cơ, Kiếm Cô Hồng, Mông Kiệt và Vô Thường đều quen thuộc nhất với Lục Diệp. Hiển nhiên, bọn họ không ở trên thánh đảo, nếu không sẽ hiện thân. Nhưng lão tiền bối thực lực đỉnh tim này không ở thánh đảo, chắc là chạy ra ngoài làm mưa làm gió. Đừng nhìn bọn họ lớn tuổi, nhưng trên thực tế, cả đám đều không phải là người an phận gì. Lúc ở Cửu Châu, vì truy cầu cảnh giới tu vi cao hơn, bọn họ có thể nhẫn nại ngồi trên sinh tử quan, tìm hiểu những huyền bí trên thần hải. Nhưng khi tới huyết luyện giới, nào còn ngồi sinh tử quan mà làm gì? Nếu không phải lực lượng thánh đảo quá yếu kém so với toàn bộ huyết luyện giới đã sớm lãnh binh đánh ra rồi. Bây giờ lãnh binh xuất dinh là chuyện không thể, thế nhưng top 5 top 3 ra ngoài gây sự vẫn có thể. Người như bọn họ, một khi hành động như vậy việc gây phiền phức cho huyết tộc bên kia cũng không phải có thể tùy tiện bỏ qua. Phòng Vô Cương đang kể lại cho Lục Diệp nghe về những thay đổi trong hai năm qua từ khi Lục Diệp rời khỏi huyết luyện giới. Gần hai năm trước, đại quân bốn phi huyết tộc đến đây vây quét. Tuy rằng thánh địa bên này đánh lui, nhưng phòng tuyến bình chướng cuối cùng cũng bị phá vỡ thành một lỗ hổng. Vốn dĩ bên bích huyết thánh địa còn có thể dựa vào phòng tuyến hoàn chỉnh cuối cùng, chống đỡ huyết tộc vây công. Nhưng một khi phòng tuyến xuất hiện lỗ hỏng, cục diện sẽ không giống với lúc trước. Hiển nhiên, lần tiếp theo huyết tộc triển khai sẽ bố trí trọng binh nhằm vào lỗ hỏng này, trọng điểm đánh tới. Thành thật mà nói, bích huyết thánh địa bên này không còn nắm chắc việc có thể ngăn cản được, nhất là trong lần đại chiến trước. Bên thánh địa tổn thất không nhỏ, thần hại cảnh đạo binh huyết tộc đã chết không còn một móng có thể nói so với lần trước lực lượng phòng thủ bên thánh địa có chút suy giảm lại thêm lỗ hổng mở rộng tiền đồ đáng lo mà bên huyết tộc hiển nhiên cũng có ý thức cho nên từ sau lần lui binh trước đó liền tích cực chuẩn bị vây công lần tiếp theo bây giờ đã sắp hai năm trôi qua bên huyết tộc cũng đã chuẩn bị xong ngắn thì nửa năm lâu thì một năm huyết tộc sẽ lại vây quét bích huyết thánh địa đến khi đó chính là trận chiến quyết định tồn vong của bích huyết thánh địa mà đối mặt với loại thế cục này bên phía thánh địa lại không có phương pháp ứng đối tốt nhất dù sao nơi này cũng là huyết luyện giới là thiên hạ của huyết tộc tu sĩ nhân tộc bồi dưỡng không dễ đạo binh huyết tộc càng không phải nói có là có bên thánh địa bị động khắp nơi bọn họ chỉ có thể làm ba chuyện chuyện thứ nhất là xuất động các lão tiền bối khuấy động phong vân tứ phía tận lực diệt sát cường giả huyết tộc kéo dài tốc độ tập kết của đại quân huyết tộc đây cũng là nguyên nhân vì sao thánh địa bên này chỉ có mười mấy thần hại cảnh đỉnh cấp lưu thủ còn những người khác thực sự đều đã chạy ra ngoài rốt cuộc làm như vậy có bao nhiêu hiệu quả ai cũng không biết các lão tiền bối kia ở bên ngoài sống hay chết cũng không có cách nào liên hệ. Loại vật như truyền âm thạch này là có hạn chế về mặt khoảng cách, không thuận tiện mau lệ giống như ân ký chiến trường cửu châu. Chuyện thứ hai là toàn lực tăng cường lực lượng phòng hộ của Thánh Đảo. Điểm này đã được xác minh trong trận thiên phạt vừa rồi. Nếu như là phòng hộ của Thánh Đảo hơn hai năm trước, chưa chắc có thể chống đỡ được ba lần thiên phạt. Nhưng hôm nay lại có thể làm được. Điều này khẳng định lực lượng phòng hộ đã được tăng cường. Nhưng phòng thủ bị động, vĩnh viễn không bằng chủ động xuất kích. Đến thời điểm thánh địa, cần đại trận phòng hộ duy trì sinh tồn. Phòng hộ dù mạnh hơn cũng có thời điểm bị phá vỡ. Chuyện thứ ba chính là chờ. Chờ lục diệp trở về. Chờ hắn tự cửu châu mang về đủ nhiều trợ thủ trợ giúp bích huyết thánh địa vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Hiện nay, Lục Diệp đã trở về, nhưng lại không thấy được người giúp đỡ. Đương nhiên, đám người sẽ không cảm thấy không có người tới giúp. Lục Diệp đã có thể trở về, như vậy khẳng định còn có những người khác tới. Cụ thể có thể tới bao nhiêu, vậy phải xem thủ đoạn của Lục Diệp. Đối với việc này, tất cả mọi người đều rất chờ mong sau khi giải thích đơn giản một phen lục dịp xem như đã hiểu rõ thế cục trong khoảng thời gian gần đây hắn hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói hai tin tức một tốt một xấu các vị tiền bối muốn nghe cái nào cư bà bà tóc trắng xóa cười ha ha nói lão bà tử lớn tuổi rồi không có chịu được kích thích nghe cái tốt trước đi một đám người đều gật đầu biểu thị đồng ý. Lục Diệp nói. Tin tốt là số lượng người tới giúp lần này sẽ nhiều. Một vị lão tiền bối tên là Tông Đạt không khỏi đưa tay vuốt râu. Nhiều ư, có thể nhiều tới trình độ nào? Lục Diệp trầm giọng nói. Từ thần hải cảnh cho tới Vân Hà. Không nói buông hết toàn bộ cửu châu, nhưng khoảng 7-8 phần cũng không thành vấn đề khẳng định không thể tới đây toàn bộ dù sao cũng phải có người lưu thủ trấn giữ phòng bị vạn nhất còn các tôn môn gia tộc trong các châu vệ các nơi người nào lưu thủ người nào tham dự viễn chinh vậy phải xem quyết sách cụ thể của cửu châu bên kia còn linh khê cảnh chiến tranh cấp độ này không quá thân thiện với họ không nói những cái khác tính cơ động của linh khê cảnh đã trở thành vấn đề cho nên trong tin tức lục diệp nhận được tu sĩ cấp độ linh khê cảnh sẽ không tham gia lần viễn chinh này lưu bọn họ lại linh khê chiến trường tu hành cho tốt mới là chính đạo đến vân hà tính cơ động sẽ không có vấn đề quá lớn ít nhất bọn họ có thể ngự không phi hành vừa nói xong trong đại điện tĩnh bịch có thể nghe thấy tiếng kim rơi tay tông đạt rung lên cắt đứt mấy cọng râu của mình thật lâu sau mới có người câu mày nói không hợp lý hai đại giới vực cách nhau không biết bao nhiêu xa dù là có thể mượn nhờ thiên cơ trụ thực hiện truyền đóng cũng không thể có quá nhiều người tới mức tiêu hào như vậy quá khổng lồ tiểu tử à có phải người đã sai lầm ở chỗ nào rồi không đây cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người vốn dĩ bọn họ cảm thấy lần này lục diệt có thể kéo thêm mấy trăm hơn một ngàn thần hải cảnh đến chỉ cần giải quyết nhu cầu cấp bách là đủ rồi. Nhưng nếu thật sự như Lục Diệp nói, thì sẽ không chỉ tới mấy trăm hơn một ngàn thần hải cảnh, sợ là mấy vạn cũng có. Chẳng những có thần hải cảnh còn có chân hồ Vân Hà. Số lượng tu sĩ hai cấp độ này chỉ có thể càng nhiều. Tới khi đó đừng nói là bảo trụ một bích huyết thánh địa, hoàn toàn có thể khởi xướng phản công lớn đối với huyết tộc. Nhưng cần nhắc đến tiêu hao lúc truyền tống mọi người lại cảm thấy chuyện này không thật sự là thực tế. Các vị có chỗ không biết. Thật ra mấy năm nay, huyết luyện giới vẫn luôn đến gần Cửu Châu. Hiện nay ở trên tinh không, tu sĩ Cửu Châu đã có thể nhìn thấy sự tồn tại của huyết luyện giới một cách rõ ràng. Cho nên, tuy rằng khoảng cách hai giới chưa phải là gần, nhưng đã không còn xa. Hơn nữa khoảng cách này còn đang tiếp tục đến gần cho nên bởi vì nguyên nhân khoảng cách mà sinh ra tiêu hao truyền tống hẳn là không thành vấn đề có chuyện như vậy ư mọi người nghe thì đều giật mình mặc dù bọn họ có thể ngước nhìn tinh không trong huyết luyện giới nhưng nếu không có phương pháp cảm ứng đặc biệt thì sẽ không phát hiện được sự tồn tại của cửu châu trên trời có nhiều sao như vậy làm sao biết đâu là cửu châu cũng bởi vì lục dịp đã từng luyện hóa một nhọt thánh huyết, cho nên mới có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của huyết luyện giới. Phong Vô Cương gật đầu. Đúng vậy. Tin tượng trên bầu trời huyết luyện giới vẫn luôn biến hóa. Chúng ta từng mô phỏng nó vẫn luôn di động. Là không ngờ di chuyển về phía cửu châu. Một vị lão tiền bối khác gọi là Ngô Quân Đình cười to. Lại còn có chuyện tốt như vậy ư? Ừ. Lần này huyết tộc gặp xui xẻo rồi. Những người bọn họ đi tới huyết luyện giới ngắn nhất có mấy chục năm, dài nhất có gần 200 năm. Trước khi phong vô cương sáng lập nên Bích Huyết Thánh Địa, bọn họ đều tự làm việc của mình, cho dù thực lực cá thể cường đại cũng phải qua ngày trốn đông trốn tây, không dễ dàng bại lộ hành tung đợi phong vô cương đi tới huyết luyện giới sáng tạo bích huyết thánh địa chỉnh hợp lực lượng của tất cả mọi người lại với nhau tuy có một chỗ dung thân nhưng cũng vô cùng uất ức, ức cách mỗi mấy năm đều phải nghênh đón một lần huyết tộc bao vây tiểu trừ quy mô lớn bọn họ ở cửu châu đều là nhân vật hô mưa gọi gió cho tới bây giờ đều chỉ là bọn họ đập người khác làm sao là bị đánh như vậy bọn họ cũng từng nghĩ tới việc phản công nhưng thực lực tổng hợp không cho phép, chỉ biết than thở. Lần này thì hay rồi, nếu hai đại giới vực không ngừng tới gần, truyền tống không thành vấn đề. Đến khi đó, tu sĩ trên toàn vân hạ cảnh của cửu châu, bảy tám phần đều phải tiến vào huyết luyện giới. Có nhiều trợ lực như vậy, rốt cuộc không cần khốn thủ một chỗ, có thể phát tiết một chút ức ức và buồn bực tích góp trong nhiều năm. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm xúc sụt sôi giới tu hành cửu châu có nội tình như nào bọn họ quá rõ ràng tới khi đó đại quân cửu châu viễn chinh mà tới giải quyết huyết tộc còn không phải trong nháy mắt ư cũng may mỗi người đều là hạng người trầm ổn mặc dù hưng phấn chờ mong nhưng đều coi như thu liễm vậy tin xấu thì sao phong vua cương hỏi hắn cũng không quên lời lục diệt vừa nói lục diệp lộ ra nét mặt nghiêm túc ý chí thiên địa của huyết luyện giới vừa rồi các vị cũng đã thấy khi ta tới đây đã bị ý chí thiên địa của huyết luyện giới nhằm vào thậm chí còn có thiên phạt đánh xuống vậy còn người khác thì sao tới khi đó khi thiên phạt bổ xuống e là bao nhiêu tu sĩ cửu châu tới sẽ chết mất bấy nhiêu người sự hưng phấn nhiệt tình của lão tiền bối lập tức giống như bị tạt một chậu nước lạnh, trong khoảnh khắc bị diệt sạch sẽ. Đúng vậy, ý chí thiên địa của huyết luyện giới vừa rõ ràng vừa mãnh liệt. Lục Diệp là kẻ xâm lấn vừa hiện thân đã bị nhầm vào. Nếu không phải hắn có thủ đoạn đặc thù để hóa giải, chắc chắn thiên phạt kia sẽ không ngừng. Nhưng Lục Diệp có thủ đoạn này, những người khác thì lại không có. Ai có thể chống đỡ được uy năng của thiên phạt? tới khi đó e là thật sự sẽ xuất hiện cục diện có bao nhiêu người chết bấy nhiêu người trong lúc buồn bực có người mở miệng nói tới khi đó người tới nhiều thì sự nhằm vào của ý chí thiên địa huyết luyện giới sẽ yếu kém hơn không hơn nữa loại chuyện như thiên phạt này không thể bỗng dưng xuất hiện được chắc chắn sẽ có tiêu hao chắc cũng sẽ không thể không ngừng nghỉ chứ có thể là vậy nhưng không thể coi là hy vọng. Không ai từng trải qua cuộc diện như vậy, nếu chúng ta phán đoán sai lầm, tổn thất chính là tu sĩ cửu châu. Chúng ta bảo bọn họ đến hỗ trợ, chứ không phải bảo bọn họ đến để tìm cái chết. Nhưng nếu cửu châu bên kia không thể cung cấp trợ lực, thánh địa kiên quyết không giữ được. Nếu đến một bước cuối, chỉ có thể mượn dùng thiên cơ trụ để trở về cửu châu. Chúng ta có thể rút lui, nhân tộc bên trong thánh địa cũng không có biện pháp rút lui toàn bộ. Tới khi đó tất nhiên sinh linh đồ tháng. Ngươi một lời, ta một câu, các lão tiền bối thảo luận kịch liệt. Nếu như không giải quyết vấn đề ý chí thiên địa của huyết luyện giới, vậy cho dù số lượng tu sĩ cửu châu có khổng lồ như nào, cũng không có cách nào hình thành sự trợ giúp hữu hiệu đối với bích huyết thánh địa. Thế cục bỗng trở nên lúng túng lục dịp cắt ngang lời bàn tán của mọi người thân ở giới này uy thế của ý chí thiên địa không phải thứ mà sức người có thể chống lại e là chỉ có sự tồn tại cùng là ý chí thiên địa mới có thể quần nhau với nó tiếng thảo luận kịch liệt lắng xuống mọi người đều lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ phong vô cương nói ý của tiểu sư đệ là lục diệp đáp ta cảm thấy thiên cơ cửu châu bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy không thể nào hoàn toàn không biết gì về tình huống của huyết luyện giới điểm này từ những gì chúng ta đã trải qua trước khi lẻn vào huyết luyện giới là có thể nhìn ra nếu thiên cơ biết có sinh linh ngoại giới xâm lấn huyết luyện giới sẽ gặp phải sự nhắm vào của ý chí thiên địa giới này cho nên khi đưa chúng ta tới đây đều đã phong ấn tu vi. Cần phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể chậm rãi mở phong cấm. Nếu đã vậy, khi tu sĩ cửu châu quy mô lớn đến huyết luyện giới, thiên cơ không thể nào thờ ơ. Có thể đôi khang ý chí thiên địa, chỉ có cùng là tồn tại ý chí thiên địa. Mà cửu châu chúng ta lại có một loại tồn tại như vậy. Lời này khiến con người của mọi người sáng lên Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Rốt cuộc, tình huống ra sao còn phải nghiệm chứng. Hoặc là trực tiếp đi hỏi. Sắc mặt của Phong Vô Cương nghiêm túc. Chuyện này không thể nào qua loa. Nếu tiểu sư đệ có biện pháp, thì hãy mau chóng nghiệm chứng đi. Hắn cũng từng nhờ thiên cơ trụ câu thông với thiên cơ cửu châu, nhưng chỉ nhận được một ít gợi ý và chỉ dẫn mơ hồ. Thời đại thuộc về hắn đã qua, thiên cơ cửu châu sẽ không thiên vị hắn quá nhiều nhưng mà lục diệp thì khác thời đại này rõ ràng thuộc về lục diệp cho nên nếu để lục diệp ra mặt có lẽ hắn sẽ nhận được đáp án càng rõ ràng hơn lục diệp gật đầu vậy các vị chờ ta một lát nói rồi hắn lắc mình ra khỏi đại điện đi thẳng đến hướng thiên cơ điện đến trước thiên cơ trụ giơ tay lên rồi thử cấu kết thiên cơ ở cửu châu làm loại chuyện này rất đơn giản nhưng dù sao nơi này cũng là huyết luyện giới khoảng cách quá xa lục diệp đợi trong chốc lát mới cảm giác được một tia phản hồi của thiên cơ giọng nói của tiểu cửu vang lên trong đầu chuyện gì lục diệp vội vàng kể lại chuyện gặp phải thiên phạt và ý chí thiên địa của huyết luyện giới trước đây đồng thời hỏi thăm kế sách ứng đối. Giọng nói của tiểu cửu lại vang lên. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý ý chí thiên địa của thế giới này. Chắc chắn sẽ không để cho thiên phạt gián lâm. Giống như trong dự đoán. Lục dịp vội vàng trở về đại điện, mọi người dồn mắt sang, báo cáo kết quả. Mấy người đều thở vào nhẹ nhõm. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết vậy còn lại đều không phải là vấn đề. Trong phút chốc đều có chút hoảng hốt. Nửa ngày trước, bọn hắn còn đang lo cho tồn vong tương lai của bích huyết thánh địa. Nhưng sau khi lục dịp đến, hiện tại lại phải cân nhắc đến chuyện diệt trừ huyết tộc của huyết luyện giới như thế nào. Thế cục biến hóa cực nhanh, ngay cả những thần hại cảnh đỉnh tim như bọn hắn cũng có chút trở tay không kịp. Nhưng đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều vui mừng, cảm thấy rất chờ mong. Giới tu hành Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới, đây là một trận chiến tranh giữa giới vực. Càng là sự tranh đấu giữa chủng tộc của nhân tộc và huyết tộc, không ai có kinh nghiệm chiến sự quy mô như vậy, mà làm một cái đinh đóng đinh ở giới tu hành Cửu Châu ở huyết luyện giới. Bích huyết thánh địa là bảo đài đầu tiên của trận chiến này, có ý nghĩa trọng đại tình huống trước mắt là địch ngoài sáng ta trong tối huyết tộc một lòng một dạ muốn trừ bỏ khối u ác tính bích huyết thánh địa lại không biết đã bị tu sĩ nhân tộc ở một giới vực khác theo dõi cho nên một khi chiến sự bộc phát nhất định có thể đánh cho huyết tộc trở tay không kịp phải rút ngắn thời gian chiến tranh kéo dài như nào càng hữu hiệu hơn là tiêu diệt huyết tộc là vấn đề mọi người cần cân nhắc tiếp theo. Và vấn đề thực tế nhất chính là lựa chọn thời cơ chiến tranh. Chọn đúng thời cơ có thể làm ít mà công to. Mọi người ở đây đều biết rõ điểm này. Tiểu sư đệ đến đây. Chắc không đơn thuần chỉ là truyền tình báo cửu châu cho chúng ta chứ. Có phải còn có nhiệm vụ gì trong người hay không? Là người từng được thiên cơ chiêu cố vào thời đại trước phong vô cương là chủ nhân của bích huyết thánh địa nhận thức của hắn về thiên cơ cửu châu sâu hơn những người khác một chút nhưng hắn lại khác với lục diệp hắn chưa bao giờ tiếp xúc và giao lưu trực tiếp với tiểu cửu cho nên hắn cũng không rõ ràng về tiểu cửu nhưng hắn cũng biết thiên cơ cửu châu có đức hạnh gì vào thời điểm này lục diệp đi vào huyết luyện giới rõ ràng không chỉ là vì truyền tình báo sợ là còn được giao cho một vài nhiệm vụ đặc biệt lục dịp gật đầu nói ta mang theo hơn trăm thiên cơ trụ đến đây ý tứ của thiên cơ đã khái là muốn ta sắp xếp những thiên cơ trụ này ở các nơi trong huyết luyện giới đợi đến khi chiến tranh bộc phát tu sĩ cửu châu có thể mượn nhờ những thiên cơ trụ khác nhau trực tiếp tiến vào các nơi trong huyết luyện giới Phòng vô cương lập tức lộ ra một bộ, quả nhiên là vậy. Lúc trước khi hắn đến huyết luyện giới cũng mang theo một cây thiên cơ trụ, chính là cây đứng sừng sững ở thiên cơ điện hiện giờ, cũng là mượn cây thiên cơ trụ này, Bích huyết thánh địa mới có thể thường xuyên nhận được vật tư từ Cửu Châu trợ giúp. Nếu không, dựa vào đại thế của huyết luyện giới, cho dù hắn tập kết rất nhiều lão tiền bối, sáng lập ra Bích huyết thánh địa cũng không đủ vật tư hoàn thiện thánh địa, chứ đừng nói là bồi dưỡng tu sĩ nhân tộc. Đương nhiên, lục dịp cũng có thể mang theo một cây thiên cơ trụ đến. Nhưng hắn không ngờ, lục dịp lại có thể lập tức mang theo hơn trăm cây. Hiện giờ, điều lục dịp cần phải làm là lựa chọn nơi thích hợp, an trí những thiên cơ trụ này xuống. Việc sắp xếp thiên cơ trụ, tiểu sư đệ có ý kiến gì? Phong vua cương hỏi, trong mắt lục dịp nở rộ hung quang. Ta muốn an trí một nhóm ở xung quanh thần khuyết hải. Kể từ đó, khi đại quân huyết tộc bao vây tiểu trừ thánh địa, tu sĩ cửu châu ta sẽ có thần binh trời giáng bao vây bọn hắn. Đến khi đó, tinh nhuệ bên thánh địa sẽ đồng loạt xuất hiện, nội ứng ngoại hợp với biện binh cửu châu, có thể đánh cho đại quân huyết tộc trở tay không kịp mười mấy vị lão tiền bối nghe đều giật mình lục diệp vẫn luôn cho bọn họ cảm giác đều là một người trẻ tuổi ôn lương cung khiêm là không ngờ trong xương cốt còn có loại hung ác vậy dân phần hung ác này rõ ràng là truyền thừa từ dòng dõi thánh chủ đừng nhìn ngày thường thánh chủ ôn nhu khiêm tốn nhưng khi tranh đấu với cường giả huyết tộc lại là, là cuồng bạo hung tàn cực điểm bọn họ đã tận mắt chứng kiến thánh chủ đánh chết sống một tên thánh chủng huyết tộc cũng chính là trận chiến ấy đã triệt để đặt vững địa vị của thánh chủ phong vô cương. Mặc dù mỗi người đều là cường giả trấn áp một thời đại, nhưng so sánh với phong vô cương vẫn còn có chút chênh lệch. Đến khi đó, huyết tộc thật sự sẽ bị đại quân cửu châu bao vây khi đang bao vây bích huyết thánh địa, là có thánh địa nội ứng ngoại hợp, tất nhiên sẽ tử thương vô số. Bao năm qua, mỗi lần huyết tộc bao vây tiểu trừ thánh địa đều có binh lực cực kỳ khổng lồ. Nếu như đánh tàn phế một chi đại quân huyết tộc như vậy, tổn thất nội tình của huyết tộc sẽ rất lớn. Không dám nói một trận chiến bình định phía nam huyết luyện giới. Ít nhất trong phạm vi trăm vạn dặm, huyết tộc sẽ không có hành động quá lớn. Tới khi đó đại quân nhân tộc lại xua quân lên phía bắc, ven đường hội hợp tu sĩ nhân tộc tản mát các nơi có thể cày đình quét huyệt, quét sạch toàn bộ huyết luyện giới một lần. Một chiến thuật rất đơn giản nhưng lại hữu hiệu nhất, chính là lúc huyết tộc không hề phòng bị. Hơn nữa kể từ đó, thời cơ chiến sự cũng có thể xác định, định tại lúc đại quân huyết tộc vây quét Bích Huyết Thánh Địa lần tiếp theo. Mọi người đều không có dị nghị gì với chuyện này, về thời gian mà nói, bây giờ kéo thời gian càng lâu Thật ra đối với Cửu Châu càng có lợi, bởi vì càng sớm khai chiến, khoảng cách của hai đại giới vực lại càng gần. Đến khi đó, tu sĩ Cửu Châu mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống đến, cũng càng dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, không thể quá muộn. Thật sự đến lúc hai đại giới vực va chạm, lại khởi chiến sự thì sẽ không kịp, phải nắm chắc tốt tốc độ kia. Thần khuyết hải lớn như vậy, nếu như an trí thiên cơ trụ, không cần đến 10 cây là được. Việc này có thể giao cho chúng ta làm. Phong vô cương mở miệng nói. Ta cũng đang có ý này. Lục dịp nói xong, sau đó phân ra 10 cây thiên cơ trụ giao cho phong vô cương. Về phần thiên cơ trụ còn lại, hắn cần phải hao tâm tổn trí. Việc này có cần thánh địa bên này hiệp trợ hay không? Phong vô cương hỏi. Lục dịp lắc đầu đại sư huynh và các vị tiền bối cứ ở lại thánh địa là được rồi còn lại ta sẽ làm đơn giản chỉ là chạy thêm một vài chỗ mà thôi thật ra nếu có người hiệp trợ hiệu suất sẽ cao hơn chút nhưng các lão tiền bối trước mắt lưu thủ tại thánh địa cũng không có người nào thích hợp người thích hợp làm loại chuyện này chính là quỷ tu thiên cơ trụ phải bố trí ở nơi thiên địa linh khí nồng đậm như vậy mới có thể khiến cho thiên cơ trụ phát huy tác dụng. Giống như lúc trước hắn ở vô sông đại lục, bốn cây thiên cơ trụ được lần lượt bố trí vào trong bốn đại bí cảnh, bởi vì trong bí cảnh có địa mạch. Trong huyết luyện giới, nơi thiên địa linh khí nồng đậm, bình thường đều là động thiên phúc địa, huyết tộc tụ tập trong đó, phải lặng lẽ lẻn vào, quỷ tu thích hợp làm loại chuyện này, những người khác đều không được đương nhiên cũng có thể trực tiếp giết vào nhưng như vậy sẽ bại lộ một vài thứ lỡ như khiến cho huyết tộc chú ý thì sẽ không tốt loại chuyện này phải lén lút mà làm hơn mười vị lão tiền bối của bích huyết thánh địa quỷ tu chỉ có mấy người ít ỏi lấy vô thường cầm đầu trước mắt đều không ở đây vậy thì vất vả cho sư đệ rồi phong vô cương khẽ gật đầu thật ra hắn không hề lo cho sự an toàn của lục diệp mấy năm trước lần đầu tiên lục diệp đến huyết luyện giới hắn mới chỉ là chân hồ cảnh mà thôi lúc đó hắn đã có thể từ phía bắc của huyết luyện giới chạy đến thần khuyết hải không có lý do gì bây giờ là thần hải cảnh rồi lại gặp nguy hiểm tiểu sư đệ nhà mình đã được thiên cơ chiếu cố vậy tất nhiên có rất nhiều năng lực mà người thường không có cái khác không nói, chỉ riêng ngự hồn, cũng không phải ai cũng có thể nói theo. Hắn hành động một mình, còn có thể mượn nhờ ngự hồn thần văn để nô dịch huyết tộc che giấu thân phận. Nhưng nếu để cho những người khác hành động cùng một chỗ, thì sẽ không có nhiều tiện lợi như vậy. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát. Tuy chuẩn bị trước trận chiến là một quá trình không ngắn, nhưng mà lục diệt phải bố trí rất nhiều thiên cơ trụ. Đương nhiên, phải hành động càng sớm càng tốt, dù cho bố trí nhiều thêm một thiên cơ trụ. Tới khi đó, tu sĩ cửu châu truyền tông đến huyết luyện giới cũng có thể nhiều hơn một lựa chọn. Nói đi là đi, nhưng trước khi đi, Phong Vô Cương đã đưa cho hắn một khối ngọc bài, rồi trầm giọng dặn dò. Nếu gặp nguy hiểm, thúc giục linh lực rót vào trong các lão tiền bối ra ngoài đều mang theo ngọc bài như vậy. Nếu khoảng cách không xa, bọn họ có thể phát hiện, có thể giúp người một tay vào thời khắc mấu chốt. Ngoại trừ ngọc bài, Lục Diệp còn lấy được một phần dư đồ huyết luyện giới từ chỗ đại sư huynh. Bản đồ này là thành quả thăm dò huyết luyện giới nhiều năm của rất nhiều lão tiền bối. Tuy không tường tận như thập phân đồ của Cửu Châu, nhưng đại khái cũng đủ dùng. Ít nhất còn tường thận hơn địa đồ mà lục dịp lấy được từ trong tay Lam Tề Nguyệt lần trước. Nói đi là đi, ra khỏi đại điện, liếc mắt đã thấy bên ngoài có một thân hình khôi ngô chất phát đang đứng ở nơi đó, là Đạo Thập Tam, là người bị lục dịp gieo xuống ngự hồn thần văn. Ở một mức độ nào mà nói, hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của lục dịp. Lần nữa nhìn thấy lục dịp, trên mặt đạo thập tam nặng ra một nụ cười cực kỳ cứng ngắc sau đó vui sướng cất bước chạy đến hiển nhiên dáng vẻ chó nhà bị lạc lại tìm được chủ nhân ở lại chỗ này đi lục dịp phân phó rồi phóng lên trời nụ cười trên mặt đạo thập tam lập tức biến mất cúi đầu rầu rĩ không vui lần trước lục diệp trở về cửu châu hắn đã không đuổi theo lần này thật vất vả mới gặp lại, vậy mà lục dịp lại không mang theo hắn, hắn có chút không vui. Kết thúc tập 285 Bộ truyện Nhân đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.